Hello anh em, đã trở lại với cái kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay, trong video ngày hôm nay, mình muốn hướng dẫn cho anh em một cách kiểm tra xe tải hoặc là xe ô tô cũ có bị phạt nguội hay không nha. Khi anh em đi mua một chiếc xe tải hoặc xe ô tô của dân dùng đi đó, nhiều khi người ta dùng mà bị phạt nguội á, người ta không nói cho anh em. Đến khi anh em mua về thì anh em bị đi đăng kiểm lại á đó, thì người ta nói là phải đóng hết cái phạt nguội đó thì mới có thể đăng kiểm lại được đó. Thì những trường hợp như vậy thì nó sẽ không hay đó. Bên rắc rối về phạt nguội cũng như là những cái xe mà vi phạm giao thông trong quá trình kinh doanh, thì vi phạm giao thông mà bị mức phạt nguội hoặc là mức phạt giao thông đó, mà một cái số tiền có khi đến vài chục triệu đó, anh em không biết khi mua vào những cái xe đó thì nó xảy ra rất nhiều rắc rối. Thì nhiều trường hợp như vậy thì mình sẽ dùng một cái cách là mình trước khi mua cái dòng xe đó, mình phải kiểm tra xe đó có bị phạt nguội hay không, rồi mình sẽ nghĩ đến việc là mua hay không đó. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi, thời buổi công nghệ 4.0 rồi, wifi, mạng internet rất đầy đủ rồi đó. Khi anh em muốn kiểm tra thì nó có một cái là vô Google mình search, hoặc là bây giờ là dễ rồi, mình có thể vô cái phần CH Play, ứng dụng CH Play của Google đó các bạn, của điện thoại Android nào cũng có hết. Mình gõ cái phần tìm kiếm á, trong cái mục tìm kiếm cái phần CH Play tại ứng dụng á, mình gõ cái phần là tra cứu phạt nguội này các bạn, bạn thấy không đó, tra cứu phạt nguội nó có một cái phần mềm tra cứu hết rồi nha các bạn. Hay đây là cái phần mềm tra cứu phạt nguội đó, nó rất là đơn giản thôi, mình tìm xong rồi mình cài đặt đó. Mình sẽ cài đặt, nó mất khoảng vài phút thôi, rất là nhanh đó. Để mình có thể tra cứu cái biển số xe trước khi mình mua cái xe tải cũ hoặc xe ô tô cũ đó, đã qua sử dụng á, mình tra cứu xem là xe đó có bị phạt nguội hay không đó, có vi phạm lỗi giao thông nào không đó. Nếu mà có đó, thì anh em sẽ nói bên chủ xe, người ta sẽ đóng hết cái mức phạt đó cho anh em, thì anh em mới đăng kiểm lại được nha. Nhiều khi có những xe hết đăng kiểm mà bị dướng cái phạt nguội, mình phải rắc rối nhiều thứ đó. Nhiều khi mà mình lại bị mất tiền do cái phần về phạt nguội này nữa anh em. Nên mua một cái xe tải cũ nó cũng rất nhiều rắc rối đó. Cho nên video này mình chỉ muốn hướng dẫn sơ cho anh em về cái cách kiểm tra xe nó có phạt nguội hay không. Đây đó, khi mình vô được cái phần mềm rồi, nó sẽ có những cái chọn cho anh em này, xe máy, xe ô tô và xe nạp điện này đó. Thì mình chọn cái phần ô tô, ví dụ như mình muốn kiểm tra một cái xe nào có phạt nguội không, mình bấm giống như là 61C biển số xe đó 33541 đi đó, mình làm chỉ mình đây là mình chỉ làm một cái ví dụ minh họa thôi, anh em dễ hiểu thôi nha đó. Khi mà mình đó, mình cài cái phần mềm này, mình gõ vô đó thì nó sẽ ra những, nếu mà xe có phạt thì nó ra những cái để lỗi vi phạm, rồi giá phạt bao nhiêu, buộc phải đóng bao nhiêu đó, nó sẽ ra hết đó. Còn nếu không có thì nó biển số xe của bạn không có vi phạm nha. Còn muốn chắc ăn nữa, mình vô kiểm tra lại trên trang web nè của cục giao thông nè đó. Đó mình vô trang web mình kiểm tra đây anh em thấy không đó, vô trang web mình kiểm tra luôn. Nó có liên kết với cái đường link của trang web trên Google. Nếu mà mình chưa yên tâm về cái phần mềm đó thì nên mình liên kết đây, mình tìm đó, mình tìm kiếm đó. Thì tại vì đây là một cái xe mà biển số mình minh họa thôi, nó không có thật đó, đây là chỉ cái là minh họa cho anh em thôi đó. Nếu anh em muốn kiểm tra cái xe có phạt nguội thì mình dùng cái phần mềm đó, rồi mình liên kết với cái trang web chính của cái cục giao thông nè, đó là kiểm tra chính xác nhất cho anh em, quý khách hàng, quý bạn, để mình biết được xe đó có bị phạt nguội hay không, để mình có thể quyết định là mua hay không chiếc xe tải cũ, là cái xe ô tô cũ. Điều này là giúp cho anh em rất nhiều trong vấn đề lựa chọn những cái dòng xe tải cũ hay xe ô tô cũ. Mình phải kiểm tra đó, kiểm tra rất là nhiều để mình tránh mua lầm những cái dòng xe tải xe ô tô cũ mà bị dính mấy cái này, rồi lại phải đi đôi co với bơ ra tiếng vào, nó không hay. Cho nên trước khi mà mình đi mua, mình cứ kiểm tra trước xe có phạt nguội hay không, rồi mình sẽ nói trước với cái bên bán đó. Vậy nó sẽ rất là an tâm cho anh em, quý khách hàng, của bạn khỏi phải có những cái lời lẽ không hay đó. Đó là những cái bước trong video của mình, trong cái kênh xe của mình, nó sẽ còn rất là nhiều những cái để hướng dẫn anh em khi mua một xe tải cũ hay
là một xe ô tô cũ nó sẽ có những cái gì để mình có thể dễ dàng để mình lựa chọn những cái dòng xe ưng ý và đúng mà không xảy ra sự cố hay là mất tiền nha anh em. Đó. Nếu anh em yêu quý hãy giúp mình đăng ký ủng hộ mình bằng một nút like trong cái video ngày hôm nay nhé. Rồi mình sẽ có những cái video mình sẽ làm hướng dẫn anh em về cách kiểm tra số khung số máy rồi cách cài số khung số máy của từng những cái dòng xe tải cũ nữa. Cho anh em về có thể nhiều anh em về không biết cái số khung số máy của những cái dòng xe cũ ở đâu á thì mình có thể coi cái video trong cái kênh của mình để mình biết rồi mình sau này mình sẽ tự đi đăng ký đăng kiểm đó cho nó dễ hơn. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi cái video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo của bên mình nhé. Xin chào.